Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn đến với khóa học Content Marketing by Phan Anh. Và bài học số 2 của khóa học này thì tôi sẽ lại nói chuyện với các anh chị và trao đổi với các anh chị về việc là vậy thì làm Content Marketing là làm gì, đúng không? Video trước, bài học trước thì tôi đã nói Content Marketing là gì rồi. Thì bây giờ tôi sẽ nói là làm Content Marketing là làm gì. Thế thì chúng ta biết rằng là Content Marketing ở đây chúng ta đang hiểu là làm marketing bằng nội dung số, đúng không ạ, ở trên Internet. Thế còn nếu mà mình không tính trong truyền thống là mình cũng in ấn làm các báo chí vân vân thì đấy cũng là làm content marketing, nhưng mà trong cái nền tảng truyền thống. Vậy trả lời cho câu hỏi làm content marketing là làm gì thì chúng ta có thể liệt kê ra những công việc. Một đấy là gì? Chúng ta viết, đúng không ạ? Chúng ta cứ viết thật nhiều vào. Đấy là đối với định dạng văn bản. Nó có thể là dạng thơ ca, dạng truyện ngắn rồi chuyện tản văn hay là một cái blog hay cái gì đấy. Những cái định dạng như vậy tôi sẽ có một cái bài học riêng giới thiệu tất cả các định dạng cho các anh chị. Thứ hai là làm ảnh. Ảnh cũng có rất nhiều loại, đúng không? Ảnh hoạt hình, ảnh hoạt họa, ảnh ghép, ảnh đồ họa, rồi ảnh nền, rồi vân vân. Đấy. Thế rồi thì làm phim, làm video, làm ca nhạc, đúng không ạ? Rồi làm các cái bản thu âm, rồi thì làm audio, làm radio, đấy, rồi thì làm game, làm app. Đấy là tất cả những cái thứ mà chúng ta sẽ làm để mà trả lời cho câu hỏi là nghe gì, xem gì, đọc gì và chơi gì. Thì đấy gọi là làm content marketing. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ kết hợp với việc là đưa lên các cái nền tảng, các công cụ mạng xã hội hoặc là các công cụ có thể hoạt động được ở trên Internet nếu mà chúng ta phục vụ cho marketing nội dung số, và các công cụ truyền thông trên cái nền tảng làm truyền thống. Đấy, ví dụ như là báo chí, báo giấy, tạp chí, tờ rơi, flyer, rồi thì những cái catalog vân vân. Thì có lẽ là chúng ta sẽ tập trung vào các cái nền tảng trực tuyến, bởi vì tôi xu hướng của tôi là sẽ làm mọi thứ online. Đấy, thế thì làm content marketing là làm gì, đúng không? Trả lời cho câu hỏi tiếp theo là làm cho ai? Thế thì bây giờ mình viết cái gì, mình làm ảnh hay làm video hay làm phim hay làm game, thì mình phải trả lời cái mục tiêu của mình là mình làm như thế để làm gì, làm cho ai. Thế mình nghiên cứu đối tượng, nghiên cứu khách hàng, mình nghiên cứu sở thích của họ, sau đó mình sẽ bắt đầu mình sản xuất nội dung hoặc là mình tập hợp đội ngũ mình sản xuất nội dung, đúng không? Và mục tiêu của mình là gì, đúng không? Có thể là để bán hàng, để kiếm tiền, để xây dựng thương hiệu cá nhân, để kiếm fame, đúng không? Hay là chỉ đơn giản là làm cho họ biết đến mình, trở nên nổi tiếng hơn, thích mình hơn, và sau đó mình mới chuyển sang làm kinh doanh. Có những nội dung đầu tiên là miễn phí, nhưng sau thích quá thì cũng sẽ kiếm được tiền. Cứ cái gì mà có nhiều người nghe, nhiều người xem, nhiều người đọc, nhiều người chơi đều có thể kiếm được tiền. Tất cả những việc đó người ta đều gọi là làm content marketing. Đấy, được chưa ạ? Và làm như thế nào thì đấy lại là cái câu chuyện mà sau này tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị làm tiếp theo, được chưa ạ? Đấy là cái bài học số 2, một cái bài học cũng rất là đơn giản. Tôi xin phép tóm tắt lại là làm content marketing là làm gì. Thì chúng ta viết, chúng ta làm ảnh, chúng ta làm video, chúng ta làm các bản thu âm, chúng ta phát sóng truyền hình, live stream này kia, làm game, đúng không? Tất cả những nền tảng đó chúng ta đưa lên trên các cái công cụ mạng xã hội hay là website. Đấy, sau đó thì chúng ta trả lời cho câu hỏi là chúng ta làm cho ai, làm với mục tiêu gì, đạt được cái kết quả gì. Thì đó chính là cái câu hỏi, cái video bài học số 2 là làm content marketing là làm gì. Các bạn đã rõ rồi chứ ạ? Vâng, xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn, bye bye.